Vì hồi trước em có đi nhặt phế liệu cùng mẹ để kiếm thêm tiền cho gia đình, thì em thấy con người xả rất nhiều rác thải nhựa ra môi trường, điều đó vô cùng có hại cho môi trường nên em cảm thấy băn khoăn và trăn trở. Sau đó em được dòng xanh hỗ trợ và em được truyền cảm hứng từ các hoạt động của dòng xanh về bảo vệ môi trường. Và đặc biệt sau đó thì em được tham quan học tập đến một xưởng tái chế nhựa. Đó là một trải nghiệm đặc biệt, là những thứ mới mẻ và lạ lẫm với em, từ những vỏ chai nhựa, lọ thủy tinh, hộp sữa đã qua sử dụng được nghiền nhỏ để làm thành móc khóa, đồ chơi, vật liệu xây dựng, chuôi dao, thớt, đồ nội thất. Sau chuyến tham quan đó, em tiếp tâm học cao hơn để có thêm kiến thức và để đóng góp nhiều hơn cho cộng đồng. Hiện tại em đang học tại một trường cao đẳng, nơi đây sẽ giúp em học tập và có cơ hội học hỏi thêm nhiều kiến thức mới từ những thầy cô và những người đi trước. Em sẽ sử dụng những kiến thức đó vào các hoạt động cộng đồng, giúp đỡ nhiều người hơn như những gì em và các bạn khác đang được nhận. Ước mơ của em là thành lập một xưởng tái chế các vật liệu đã qua sử dụng. Em mong muốn xưởng tái chế sẽ giúp ích bảo vệ môi trường, làm cho môi trường thêm xanh, sạch, đẹp, tạo việc làm và nguồn thu nhập ổn định cho mọi người, kể cả các bạn khuyết tật, ai cũng có thể làm, tạo môi trường trải nghiệm cho các bạn trẻ để nâng cao ý thức và trách nhiệm với cộng đồng. Và em tin em sẽ làm được.